Tiền nhiều để làm gì là mà để ngồi đến ngày hôm nay ngồi như thế này. Come on, come on. Yeah, 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 yeah. Tiền nhiều để làm gì? Hãy nên hỏi là làm gì để nhiều tiền ha? Money, listen. Nếu có tiền mình sẽ làm gì? Tiêu xả lắng, đi kiếm liền mấy chỗ đất đỏ. Trời tới sáng, mua một lần mấy chục căn nhà. Vậy cho sáng, sáng thấy lát rồi hết cho đẹp. Thay hàm răng đầy vàng. Money, tiền nhiều để làm gì? Để làm gì hả? Có tiền nhiều cũng chia ly. Có tiền nhiều để làm chi? Ê ê ê ê, cưới vợ đẹp là việc đầu tiên anh em nên làm khi có tiền. Mua xe hơi, mua biệt thự là tự nhiên ta có quyền. Chỉ cần có tiền trong tay tất cả đều có thể làm phiền. Ngồi một chỗ và tay chỉ trò tự động sẽ có người làm liền. Ây da, sao mà sướng quá vậy ha. Chỉ cần mới ngủ dậy đã thấy tiền đầy nệm ha. Nhà đầy tiền đô la bằng khối kim cương nữa nha. Và mỗi ngày ngồi suy nghĩ tiêu sao để cho hết tiền. Sáng hôm nay khi mở mắt dậy mới biết rằng chỉ là giấc mơ. Thì hiện tại cũng hơi bất ngờ, tỉnh giấc dậy vẫn còn mắc nợ. Nợ ông anh, nợ bà chị, nợ của mẹ, nợ thêm chú bà nè. Thế vậy mà vẫn có người hỏi tiền nhiều dùng để làm gì. Trời ơi, đưa tiền đây tôi xài giúp cho. Xài tiền chỉ là chuyện nhỏ, có tiền đưa đây đừng có lo. Ước gì bây giờ thì ai cũng đưa tiền cho mình xài ha. Cuộc sống sẽ không khốn khó vì có tiền dưỡng như tiền Trần Quang Hùng. Yeah, money money, money money, tiền nhiều để làm gì. Ây 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 ây, học nhảy cho sáng, sáng thấy lát rồi hết cho đẹp. Thay hàm răng đầy vàng. Money, tiền nhiều để làm gì. Để làm gì hả? Có tiền nhiều cũng chia ly. Có tiền nhiều để làm chi. Ê ê ê ê, cưới vợ đẹp là việc đầu tiên anh em nên làm khi có tiền. Mua xe hơi, mua biệt thự là tự nhiên ta có quyền. Chỉ cần có tiền trong tay tất cả đều có thể làm phiền. Ngồi một chỗ và tay chỉ trò tự động sẽ có người.